Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eway 301. Ngày hôm nay tôi thực hiện một video clip với nội dung chia sẻ và hướng dẫn quý vị và các bạn cách để chúng ta đấu tiếp địa cho một chiếc âm ly hoặc bất cứ một thiết bị điện tử nào. Và đặc biệt trong chơi audio, đấu tiếp địa ngoài việc chống giật ra thì nó còn có một cái vai trò rất là quan trọng mà những anh em chơi audio chuyên sâu thường sử dụng, đó là giúp xả nhựa xuống đất để âm thanh nó được tĩnh lềm và trong sạch hơn, tránh cái hiện tượng bị ù, xì hoặc là sôi sạn nhá. Và việc hướng dẫn quý vị và các bạn là cách đấu tiếp địa thì rất là nhiều anh em đã thực hiện nội dung đó rồi. Thế nhưng để hiểu chi tiết sâu xa vì sao đấu tiếp địa lại giúp chúng ta chống giật và vì sao chúng ta lại bị giật khi sờ vào điện thì cuối video này tôi sẽ giải thích một cách chi tiết để anh em cùng hiểu được nhá. Và ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn giấy bút ở đây rồi để tí mô tả để anh em hiểu được nhá. Thì trước tiên về cách chúng ta đấu nối đất thì như nào nhá, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đa phần ở bất cứ một chiếc âm ly nào thì ở phía sau đó đều có ký hiệu. Đây cho quý vị và các bạn xem cái GND, ký hiệu cái GND này, đây GND. Đấy, cái GND này, kể cả GND hoặc là chữ GAO anh em nhé. GAO tức là đất. Đây, không một con đề lông này cũng vậy. Tôi sẽ lấy ví dụ một con đề lông này cũng vậy. Con đề lông này cũng vậy. Đây, thì nhà sản xuất thì họ đã thiết kế riêng một cái phần chúng ta đấu nối đất đây này, GND. Cái vị trí này là cái vị trí để tiếp vỏ ở bên ngoài. Và khi chúng ta sờ vào cái âm ly và khi điện hở ra ngoài, chúng ta chạm vào nó hơi tê tê, thì đấy thì chúng ta cần phải đấu nối đất anh em nhá. Và đa phần là những con âm ly có GND như này thì họ chỉ có hai chấu thôi. Đa phần chân nguồn thì đều có hai chấu. Còn nếu như mà những con âm ly mà dây nguồn của nó có ba chấu thì nó sẽ không có chữ GND nữa. Mà đa phần như vậy anh em nhá. Bởi vì cái chấu thứ ba này thì đã được là để tiếp vỏ rồi. Thế nhưng ở tại Việt Nam thì đa phần anh em là ổ cắm tường chỉ có hai chấu thôi, và ổ thứ ba là cái phần tiếp địa thì anh em không dùng đến. Chính vì vậy mà kể cả những con âm ly mà đều thiết kế ba chấu và không có GND thì chúng ta vẫn lên đấu nối đất anh em nhé, để đảm bảo cái tính an toàn về điện và giúp cái thiết bị của chúng ta có hoạt động một cách ổn định, không sôi sạn. Đấy, để đó về điện thì có rất là nhiều anh em ở đây là cao thủ về điện rồi, thì tôi chỉ chia sẻ trong cái tầm hiểu biết còn hạn hẹp của mình, thì rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị và các bạn nhé. Và đấu nối đất thì chúng ta sẽ cần đến một cái sợi dây đồng chất liệu tốt một chút, tiết diện nó khoảng tầm tối thiểu là 1,5 ly anh em nhé. Anh em có chọn khoảng tầm 1,5 đến 2 ly là được. Và chúng ta sẽ đấu vào cái vị trí ở đây, vị trí GND này, anh em đấu vào đấy, xuống xoáy ra, chúng ta xoáy ra và siết nó lại. Đấy. Và trong trường hợp mà cái thiết bị của chúng ta là không có cái GND này và ở nhà mà chúng ta lại không có đấu nối đất ở thiết bị, ở ổ cắm tường chúng ta cũng không đấu nối đất, thì chúng ta có thể đấu bất kỳ một cái vị trí nào ở trên cái vỏ máy này. Có thể là đây, tôi lấy tôi biết chúng ta có thể lưới một con ốc ở bất cứ vị trí nào anh em nhé, ở trên cái vỏ máy này. Ví dụ tôi lưới một con ốc ngoài ra này. Đấy. Và sau đó tôi lưới một con ốc ngoài ra. Nếu như không có GND chúng ta sẽ đấu vào cái vỏ. Thực tế cái vị trí này là họ tiếp cả cái vỏ thôi. Chúng ta sẽ đấu vào cái vỏ này, con ốc ở đây chẳng hạn như vậy. Đấy. Còn trong trường hợp mà bây giờ đa phần hộ gia đình ở Việt Nam thì đều quan tâm đến vấn đề nối đất rồi. Đấy, chúng ta sẽ đấu vào đây nhá. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chôn xuống đất bằng một cái đinh hoặc là một thanh sắt anh em nhá. Chúng ta sẽ chôn xuống đất. Cho dù là quý vị và các bạn nhà ở chung cư thì chúng ta hãy lấy cái đinh này đóng thật chặt xuống ở tường nhá, và xuống đèn nhà ở tường cũng được anh em nhá. Còn nếu như được tốt nhất thì cho xuống đất là tốt nhất. Đấy, thì khi mà thiết bị của chúng ta đã bị dò điện ra ngoài thì điện nó sẽ truyền qua cái dây tiếp đất này xuống đất và chúng ta sờ vào đây nó không bị giật. Và vì sao lại không bị giật thì tí mình sẽ giải thích chi tiết cho quý vị và các bạn. Và nó có một cái vai trò nữa là trong cái vấn đề thiết bị của audio chúng ta hoạt động thì nó sẽ giúp xả nhiễu, gọi là nhiễu quẩn ở trong các thiết bị của chúng ta xuống đất để âm thanh nó sẽ được tĩnh nền và trong sạch hơn. Bởi vì trong chơi audio cái vấn đề về sôi sạn tạp âm trong điện ấy là cái thuốc độc, nó là vấn đề cực kỳ nguy hiểm
dẫn đến cái âm thanh của chúng ta nó bị ồn, nó bị ù. Đấy, rồi. Rất là đơn giản nha quý vị và các bạn nha, chúng ta chỉ cần một sợi dây tiết diện khoảng tầm 1 ly rưỡi đến 2 ly đấu vào vỏ máy, và từ vỏ máy chúng ta đấu xuống đất hoặc là cái nền nhà của chúng ta nhá. Thì khi mà điện nó dò ra ngoài thì chúng ta sờ vào đây nó không bị giật, kể cả máy giặt hoặc là các thiết bị khác cũng nên đấu lối đất anh em nhá. Rồi, mình sẽ đi giải thích chi tiết cho quý vị và các bạn này. À, còn một cái lý do nữa này. Tôi cho nhỏ nhạc một chút, to quá. Có một số âm ly để chia sẻ thêm nhé về điện. Thì ở nhà anh em đang nghe nhạc bình thường. Đấy, có một hôm bất kỳ ở đó thì vợ mới rút điện ra, thì hôm sau anh em cắm vào nghe nhạc nó không còn như cũ nữa, bass thì nó hơi bị ù và chép nó lại sạn. Đấy, thì khi mà anh em rút ra em cắm ngược lại thì âm thanh nó lại trở lại hay như bình thường. Thì anh em thử xem nhé, bởi vì như vậy là cái cùng pha ấy, cái nhà thiết kế nó thiết kế là cái dòng điện nó cùng pha. Đấy, anh em thử nhé. Còn nếu như mà anh em cắm vào thay đổi thì nó vẫn như vậy thì không sao. Có một số thiết bị mà chạy vào nó liên quan đến pha điện đấy thì cắm ngược pha âm thanh nó cũng đã khác rồi. Đấy, anh em thử nhé, cắm hoặc đảo chiều điện vào xem nhé. Còn có một số âm ly thì nó thiết kế cả cái cảm biến ở đây cơ, để biết rằng là dòng điện đúng pha hay là ngược pha. Đấy, chị audio nó phức tạp như vậy. Đây, dành cho những anh em nào mà quan tâm có thể xem chi tiết hơn vì sao đấu tiếp điện lại giúp chống giật và vì sao chúng ta lại bị giật nhá. Tôi sẽ chia sẻ một cách chi tiết cho quý vị và các bạn. Thì đây là cái đường điện của chúng ta, đường điện 3 pha. Đấy, 3 pha. 3 pha nóng 1 2 3. Tôi ký hiệu là ABC đi. Và một dây chung. Đấy. Dây này gọi là dây dây mát đấy. Đây là cái đường điện của chúng ta. Tôi ví dụ như vậy. Và đây, vẽ thêm một cái cột điện ở dưới. Và đây là mặt đất của chúng ta. Mặt đất ở đây nhá, mặt đất ở đây. Đây là mặt đất và đây là đường điện của chúng ta. Và tôi ví dụ một cái cột điện ở đây đi. Một cái cột điện ở đây. Đấy, đây là cột điện. Thêm một cái cột điện nữa. Đây là một cái đường điện của chúng ta này. Và ở đây cái dây chung, đây là dây ba cái dây lửa truyền tải điện, ba dây lửa. Đấy, ba cái dây lửa. Và ba cái dây này nó có một cái dây chung ở đây gọi là dây mát đấy. Và cái dây chung này thì nó sẽ được có một cái dây họ chôn xuống đất như này. Anh em không tin cứ ra cột điện gần nhà ấy, thử mà xem kiểu gì nó có một cái dây chôn xuống đất như này. Đấy. Và ở đây là cái máy phát điện ở mà máy biến áp ở đây, ở đây là nơi phát điện nhá. Cũng là ABC ở đây. ABC. Và trong cái máy biến áp này nó cũng như vậy. Và nó cũng có một cái dây chung, nó có một cái dây chung. Cũng họ cũng chôn xuống đất như này. Cũng có một cái dây chung nhá. Đấy, tôi vẽ đây là dây chung này. Đấy, nhìn chung thì anh em hình dung như này. Điện từ máy biến áp này họ phát ra. Ví dụ ba đường ABC ở đây và có một cái dây chung họ chôn xuống đất như này. Đấy, đây là cái đường điện cơ bản của chúng ta. Ở nhà thì chúng ta đã chỉ dùng đây dây chung. Ở nhà thì chúng ta chỉ dùng đây ABC này. Đa số ở nhà thì chúng ta dùng điện là 2 pha thôi. Đây, đa số là nhà pha. Đây, tôi ví dụ đây là cái ổ cắm, là cái ổ điện đi. Đây là cái ổ điện. Đấy, đây là ngôi nhà của chúng ta trong này. Tôi ví dụ như vậy nhá, anh em có thể hình dung ra. Đây, đường điện vào đây, điện vào đây. Tia lửa này, còn là dây mát. Đấy. Đấy nhá. Đa phần thì ở nhà anh em đều dùng điện 2 pha như này, rất ít dùng AB, dùng 3 pha. Và điện ở đây chúng ta dùng một thiết bị, ví dụ một cái âm ly ở đây đi, một cái âm ly ở đây. Đấy, một cái âm ly ở đây. Thì điện nó sẽ đi qua đây. Đấy. Và nó sẽ quay trở về đây. Quay trở về đây và nó ra cột điện này. Và nó sẽ truyền xuống đất này. Xong đó vào từ đất này, mặt đất này. Nó sẽ quay trở về nguồn của nó. Quay trở về nguồn của nó ở đây. Đấy nhá. Quay trở về nguồn. Thì lý do vì sao người ta lại chôn những cái cọc này xuống đất là bởi vì ba cái dây lửa này đi thì bắt buộc phải có ba dây, phải có một cái dây quay về. Người ta tận dụng cái đất này để làm dây quay về anh em nhá. Như vậy để tiết kiệm được cái dây, tiết kiệm được dây quay về. Ví dụ ba dây lửa này đi thì phải có 3 dây quay đầu, tức là chúng ta sẽ cần đến 6 dây. Sẽ cần đến 6 dây. 6 dây quay về. Khi mà chúng ta dùng cái dây mặt đất này
dùng mặt đất này làm cái dây quay đầu về thì chúng ta chỉ dùng đến 4 dây thôi nhá. 1 2 3 4 một dây này. À, dùng đến 4 dây thôi. Thì ta tận dụng cái mặt đất làm cái môi trường để cho dòng điện là quay đầu về. Chính vì vậy là tiết kiệm rất là nhiều. Anh em hình dung mà xem nhá. 6 dây nếu như không có mặt đất sẽ dần đến 6 dây. Và nếu như mà dùng mặt đất thì chỉ cần đến 1 2 3 4 thậm chí là 4 hoặc thậm chí là 3,5 giây thôi. Bởi vì dây này họ còn thiết kế nhỏ hơn dây còn lại, thậm chí là 3-4 hoặc 3,5 giây thôi. Tiết kiệm rất là nhiều dây. Một dòng điện chạy hàng km như vậy tiết kiệm được cực kỳ là nhiều. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta sờ vào đây, nhà chúng ta sờ vào đây, tôi ví dụ như vậy, một người sờ vào đây, đấy, đi trên đất sờ vào đây, thì điện nó sẽ truyền qua người chúng ta và đi xuống đất như này, đấy, thì chúng ta sẽ bị giật. Còn nếu như chúng ta sờ phần này thì sẽ không bị giật này, sờ phần này không bị giật. Còn nếu như sờ chỗ này đi xuống đất sẽ bị giật. Hoặc là chúng ta sờ vào hai ổ cùng một lúc sẽ bị giật nhá. Thế làm cách nào để không bị giật? Thì một chúng ta sẽ đi một cái dép ở đây. Đi dép vào đây, dép cách chống giật ở đây. Thì điều kiện để bị điện giật, thứ nhất là chúng ta phải chạm vào điện đã. Chạm vào điện thì vẫn chưa đủ nhá. Chạm vào điện rồi thì phải có dòng điện chạy qua người chúng ta, chạy qua người thì lúc đó chúng ta mới bị giật anh em nhá. Và thế thì như vậy thì cái việc chúng ta đấu nối đất sẽ có một cái tác dụng là như này này. Đây tôi ví dụ cho quý vị và các bạn nhá. Tôi ví dụ đây là cái thiết bị của chúng ta bị dò điện. Vậy nó bị dò điện thì cái nguyên tắc của dòng điện là nó sẽ trở về nguồn, dòng điện của nó sẽ trở về nguồn của nó sẽ chạy trong một cái mạch kín để trở về nguồn. Và nguyên tắc thứ hai là dòng điện nó sẽ có tính ưu tiên nhá, ưu tiên chạy trên cái đường truyền nào có điện trở nhỏ. Đấy. Anh em lưu nhá, nó sẽ ưu tiên chạy trên một cái đường truyền có điện trở nhỏ. Thì chính vì vậy khi chúng ta đấu nối đất này rồi thì sẽ có hai đường truyền, một là đường truyền qua chúng ta xuống đất, hai là đường truyền qua cái dây tiếp đất này để xuống đất. Thì hai cái môi trường này thì chắc chắn là thằng dây tiếp đất này nó truyền tốt hơn rồi thì nó sẽ ưu tiên truyền trên cái dây nối đất này. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không bị giật. Đấy, tác dụng của dây nối đất là như vậy. Như vậy là quý vị có thể hiểu được là đầu nối đất giúp chúng ta không bị giật là như vậy anh em nhé. Và ngoài ra chúng ta đầu nối đất ở thiết bị chơi audio có một tác dụng rất là hay, đó chính là chống nhiễu. Ở một số dàn âm thanh high end thì họ còn có thiết kế ra những cái gọi là những cái bẫy nhiễu để chặn những cái nhiễu lại. Và đặc biệt bây giờ trong gia đình của chúng ta ấy, thường sử dụng những chiếc biến áp cách ly để giúp chống giật này, cái đó thì tôi sẽ phân tích sau. Hoặc là bây giờ đang ở Việt Nam chúng ta đang ưu tiên là thiết kế cái ổ cắm ba chân, tức là cái đầu nối đất ấy. Ở dưới móng nhà của chúng ta sẽ chôn những cái cọc sắt ở dưới hoặc là cọc bằng đồng và đấu cái đường dây điện xuống để hệ thống điện của chúng ta được đầu nối đất, để chúng ta sẽ được an toàn hơn. Rồi hơi la ma một chút thì không biết quý vị và các bạn là sau khi xem cái video clip này có thể hình dung qua một chút về một cái kiến thức nho nhỏ mà tôi có thể trình bày với quý vị và các bạn, nó hơi lan man thế nhưng mà ít nhiều sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung được cái đường truyền điện như thế nào. Đấy. Tất nhiên là trong cái tầm hiểu biết còn hạn hẹp của mình, nếu như quý vị và các bạn nào có bất cứ ý kiến đóng góp gì có thể comment ở phía dưới nhá. Thực sự nhắc lại một chút là một cái để chúng ta có thể hiểu hơn, thứ nhất là người ta tận dụng cái mặt đất làm cái đường truyền quay về để điện quay về để nó cân bằng cái điện thế, nếu không thì mỗi một cái đường dây đi sẽ cần đến một đường dây về, chính vì vậy người ta tận dụng cái mặt đất để làm đường điện quay về là như vậy. Thứ hai là dòng điện nó sẽ có tính ưu tiên anh em nhé, ưu tiên truyền trên cái đường truyền có điện trở nhỏ. Đấy. Chính vậy mà nó sẽ ưu tiên truyền qua cái dây nối đất này xuống đất để trở về nguồn. Chứ nó sẽ chính vậy chúng ta khi sờ vào cái thiết bị mà đã nối đất rồi chúng ta sẽ không bị giật là như vậy nha. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.